Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin các vừa nói gì khi Hoài Linh bị mang tiếng xây nhà thờ tổ để đánh bóng tên tuổi. Hoài Linh là một trong những sao Việt có lượng fan hùng hậu được yêu mến trong cả nước. Ngoài tài năng thành công trong sự nghiệp thì cách sống biết trước biết sau là ưu điểm lớn, đưa tên tuổi của Hoài Linh lên một vị thế cao hơn. Với mong muốn giữ gìn văn hóa cùng tấm lòng cảm ơn tổ nghiệp và anh em nghệ sĩ có dịp hồi ngộ cùng nhau, Hoài Linh đã bỏ ra công sức cùng hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà thờ tổ. Sau nhiều gian nan khó khăn trong khi xây dựng, hôm qua, ngày 11 tháng 9, Hoài Linh đã chính thức hoàn thiện và khánh thành nhà thờ tổ nghiệp tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trong niềm hân hoan khi nhà thờ tổ đầy tâm huyết với mục đích cao cả được hoàn thành, nhưng công trình hoành tráng của Hoài Linh đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận. Vì sử dụng tới số tiền lớn lên tới hàng trăm tỷ đồng, kinh doanh hay đánh bóng tên tuổi là những nghi vấn mà một số người đặt ra. Là đồng nghiệp và cũng là những người anh em thân thiết ở đời thường với nhau, nên mới đây các phường đã bức xúc lên tiếng chia sẻ ý kiến cá nhân của mình về việc này để thanh minh cho Hoài Linh trước những dấu hỏi nghi vấn đặt ra khi xây dựng nhà thờ tổ. Đầu tiên, các phường đã chia sẻ câu chuyện của hai mẹ con với những lời đối thoại rất hóm hỉnh, như một cách để đưa ra mục đích cao cả của Hoài Linh. Các phường cho biết, hôm qua ngày 10 tháng 9 tại đền thờ tổ nghiệp quận 9, riêng tôi không biết nói cái lời nào nữa, chỉ biết mắt lưng tròng mỗi khi nhìn thấy anh cười. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì vui mừng khi tâm nguyện của anh đã hoàn thành. Anh ốm đến rạc người vì cái chung. Đền thờ tổ nghiệp của anh em thời tù mỗi khi dỗ tổ, tâm nguyện của anh là không muốn anh em tan đàn sẽ nghe, tụ lại để cùng giữ vững nền văn hóa dân tộc. Hạnh diện với anh lắm, thương và quý anh lắm, chúc anh nhiều sức khỏe để luôn cống hiến cho đời. Sau những lời lễ chân thành đầy cảm phục dành cho Hoài Linh, các phường đã thẳng thắn lên tiếng bác bỏ những nghi vấn tiêu cực mà một số người đang phản hồi không tốt về việc làm của danh hài. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng Hoài Linh xây nhà thờ tổ nghiệp để bán vé kinh doanh, để Hoài Linh đánh bóng tên tuổi. Và cũng có rất nhiều người nói với số tiền cả trăm tỷ hơn, sao Hoài Linh không làm từ thiện, còn quá nhiều người nghèo. Dạ, thay mặt Hoài Linh các đây xin thưa, đền thờ tổ xây lên với tiêu chí để các bậc tiền bối, cũng như các con em, các cháu thầy tù cùng giữ gìn nền văn hóa. Luôn mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người mọi lúc mọi nơi, không bán vé kinh doanh khi vào. Tên tuổi của Hoài Linh hiện đang trên đỉnh của đỉnh, chưa ai qua mặt, thế thì việc xây đền thờ tổ nghiệp để đánh bóng tên tuổi là chính đáng. Vẫn biết người nghèo còn rất nhiều, và nghệ sĩ chúng tôi phải có trách nhiệm với những người nghèo hay sao? Làm thiện thì Hoài Linh đã từng làm rất nhiều, nhưng giúp cái ngặt không ai giúp nổi cái nghèo các bạn ạ. Khi thoải mái đưa ra hàng loạt những lý do thanh minh cho việc xây dựng nhà thờ tổ của Hoài Linh là đúng đắn, các phường đã thông báo tin vui với mọi người, tin vui cho tất cả những ai yêu thương anh Hoài Linh. Cũng như muốn đến đền thờ tham quan thì cứ đến thả cửa nhé, ăn mặc lịch sự nghiêm túc, mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.